của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOOM. Tại sao con lại bỏ mẹ đi ngay lúc này vậy hả? Sao vậy? Tại sao con lại bỏ mẹ đi ngay lúc này? Mẹ xin con, mẹ xin con ở lại nhà với mẹ đi, con đừng đi ra khỏi nhà lúc này. Mẹ không còn thời gian nhiều đâu, con hiểu không? Mẹ chỉ còn thời gian rất ngắn nữa thôi. Mẹ sợ là nếu như con đi khỏi nhà, mẹ sẽ không gặp được con nữa. Mẹ chết mẹ cũng không gặp được con có hiểu không? Mẹ. Anh Minh ở nhà con hiểu là bác rất buồn. Con xin lỗi bác, cái này là lỗi của con. Anh Minh dù gì cũng là con trai trưởng, ảnh lập gia đình rồi thì nên ở đây mới phải. Thôi, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Dù gì thì hoàn cảnh của con cũng đã vậy rồi. Biết làm sao bây giờ? Bác ơi, nếu mà được, bác cho phép con với lại bé An về đây ở nha. Cái gì con cũng chịu được hết á, nhưng mà xa con chịu không có được bác ơi. Cái chuyện mà con lấy chồng rồi con phải về nhà chồng ở, đó là chuyện đương nhiên rồi con. Nhưng mà với bé An thì khác. Tự dưng bắt nó về ở một cái nhà toàn là người xa lạ không à, tội nghiệp nó chứ con. Nhưng mà con cũng không thể nào để bé An ở với mẹ của con được. Thì bởi vậy cho nên là thằng Minh qua bên đó ở đó. Cái đó là giải pháp tốt nhất rồi còn gì nữa. Đúng không? Thôi, quyết định vậy đi nha con. Thôi mình là người lớn, mình phải hy sinh cho con nít, nha không? Con về rồi hả? Anh. Xem khóc gì? Dạ không. Mẹ à, ngày hôm qua bé An, ngày hôm nay là Thùy Linh. Tại sao ngày nào cũng có chuyện hết vậy? Anh đừng có nói như vậy, không phải vậy đâu mà. Anh nói gì sai chứ? Tụi con á, thực sự tụi con rất là mệt mỏi. Tụi con có quá nhiều thứ phải xử lý, còn chưa xong nữa nè. Lẽ ra mẹ phải bên cạnh tụi con, mẹ phải giúp tụi con gây dựng gia đình. Còn đằng này á, suốt ngày mẹ cứ làm khó tụi con không hả? Anh Minh, anh đừng có nói như vậy nữa. Mẹ đã đồng ý cho anh ở nhà em rồi. Mẹ, sao giờ này mẹ không ngủ đi thì qua đây làm hết hồn à? Minh. Dạ. Tại sao con lại bỏ mẹ đi ngay lúc này vậy hả? Sao vậy? Tại sao con lại bỏ mẹ đi ngay lúc này? Mẹ xin con, mẹ xin con. Con ở lại nhà với mẹ đi, con đừng đi ra khỏi nhà lúc này. Mẹ không còn thời gian nhiều đâu, con hiểu không? Mẹ chỉ còn thời gian rất ngắn nữa thôi, mẹ sợ là nếu như con đi khỏi nhà, mẹ sẽ không gặp được con nữa. Mẹ chết mẹ cũng không gặp được con có hiểu không? Mẹ mình không được nói chuyện xui xẻo đâu nha. Con đi á, rồi con sẽ thường xuyên về thăm mẹ, đâu có sao đâu à. Minh ơi, Minh, mẹ lạy con. Mẹ xin con ở nhà đi con đừng đi đâu. Tụi nó đi hết rồi. Bố con chan chứa thương yêu, vị ngọt thêm trong tấm bánh, miếng vui thì dành cho con. Vì với mẹ yêu thương là để cho đi, cả cuộc đời chẳng giữ lại. Dù con có lớn bay lên trời cao, vẫn như đứa bé mẹ bồng trên tay. Thật sự không hiểu nổi luôn á. Tự nhiên mà làm mấy cái chuyện này làm chi để khiến cả nhà lo lắng vậy chứ?
Giờ này mà anh hai còn nói vậy nữa hả? Anh có biết nghĩ cho mẹ không vậy? Vậy mẹ có nghĩ cho anh không? Mẹ có nghĩ tới cảm xúc của hai vợ chồng anh không hả? Tại sao lựa bỏ đi ngay cái ngày mà hai vợ chồng anh đi hưởng tù chân mật quay trở về? Anh, ý anh là mẹ cố tình chọn ngày hôm nay á hả? Sao anh không nghĩ là mẹ đã cố chịu đựng cái khi mẹ chịu không nổi nên mới bỏ đi? Ôi gì? Quý vị khán giả hãy nhanh tay bầu chọn cho Giấc mơ của mẹ là bộ phim truyền hình được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng 2022 nhé. Cách thức bầu chọn vô cùng đơn giản. Bước 1, truy cập maivang.nld.com.vn. Vào mục phiếu bầu chọn và điền thông tin. Bước 2, chọn lĩnh vực bản điện ảnh, truyền hình. Bước 3, chọn hạng mục phim truyền hình được yêu thích nhất. Sau đó chọn Giấc mơ của mẹ, đạo diễn Nguyễn Minh Chung. Và cuối cùng là ấn gửi phiếu bầu chọn. Còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay bầu chọn cho Giấc mơ của mẹ tại Giải Mai Vàng 2022 ngay hôm nay bạn nhé. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.